quý vị, ngày nay trong ngành xây dựng, các vật liệu truyền thống đã dần được thay thế bằng những vật liệu mang hơi thở của thời đại. Việc kết hợp hài hòa giữa vật liệu truyền thống và hiện đại luôn là vấn đề khá nan giải đối với những người làm trong lĩnh vực xây dựng. Vậy thì với những viên ngói cũ sẽ được làm sống lại như thế nào? Xin mời quý vị hãy cùng khám phá một thiết kế đầy ấn tượng ngay sau đây. Cách trung tâm Hà Nội khoảng 20 km, tại thị trấn Đông Anh, có một ngôi nhà đặc biệt. Toàn bộ tường bao của 5 tầng được ghép lại bằng 20.000 viên ngói, một vật liệu quá quen thuộc của các ngôi nhà xưa ở đồng bằng Bắc Bộ. Ngôi nhà độc đáo trên do kiến trúc sư Đoàn Thanh Hà lên ý tưởng. Nhờ sự táo bạo đó đã tạo nên một điểm nhấn khác lạ giữa hàng ngàn ngôi nhà xung quanh. Tôi cũng muốn là dựa trên cái dự án này mà đưa ra một cái giải pháp có thể truyền cảm hứng đến những cái công trình mà hiện tại họ thay thế những cái công trình khác bằng vật liệu khác, ví dụ những cái ngôi nhà một tầng bằng ngói cũ, họ dỡ bỏ đi và họ không sử dụng những cái viên ngói cũ của họ nữa, thì dựa trên cái cách xây dựng này thì có thể nó là một cái gợi ý, một cái giải pháp để có thể tái sử dụng những cái viên ngói cũ đây ở một cái dạng khác để tạo nên một cái không gian nó thú vị. Để thực hiện ngôi nhà độc đáo này, ông Hà và các cộng sự đã mất hơn 2 tháng để lên ý tưởng và 8 tháng tiến hành xây dựng với kinh phí gần 6 tỷ đồng. Nó là sự kết hợp của hai cái hệ vật liệu, cái hệ màng thép ở phía ngoài, sau đó là kết hợp với các viên ngói đan cài vào cái hệ màng thép đấy để tạo ra một cái diện mạo của nó lớn hơn, cho những cái không gian lớn hơn và cách sử dụng nó đa dạng hơn so với cái cách lợp ngói thông thường, từ cái cách lấy sáng từ trên cao, cách lấy sáng ngang và các cái điều tiết vi khí hậu thông tầng. Thì chính hai cái nơi cư trú nguyên thủy nhất của cuộc sống loài người đấy thì tôi có trộn với nhau để tạo ra một cái hình tượng như chúng ta đang thấy, nó có thể gợi đến một cái mái nhà lớn giống như là một cái đình, những cái nơi sinh hoạt cộng đồng rất là từ lâu đời của chúng ta, cũng có thể như là một cái mái nhà rông ở phía miền Trung Tây Nguyên. Nhìn kỹ thì chúng ta thấy là các cái hệ màng thép ở phía bên ngoài là các cái hệ màng thép theo phương chiều ngang, và khoảng 10 đến 15 viên ngói là nó sẽ có một cái thanh thép chéo nữa mảnh ở phía dưới. Thì chính cái hệ màng đấy nó là định hình cho viên ngói làm việc cùng với cái hệ màng đấy. Từng hàng ngói nó sẽ làm việc riêng với từng hàng thép, cho nên là cái việc đảm bảo về sự ổn định cũng như là bền vững về mặt kết cấu là tính toán được thông qua một cái hệ màng thép đấy kết hợp với viên ngói. Thì viên ngói được liên kết với nhau và liên kết với hệ màng thép bởi keo dán gạch đá kết hợp với các cái lỗ khoan nhỏ để vít xuyên qua. Các vít này thì cũng được chống han gì. Thì cái hệ màng thép này cũng được là mạ kẽm nhung nóng, cho nên là nó rất là bền so với cái thời tiết, nó không bị han. Nó không đơn thuần là một cái mái chỉ là đặc để che mưa che nắng, mà trong trường hợp này nó còn tạo ra một cái diện mạo, cái mái đấy nó có thể nhìn xuyên qua, và cái mái đấy nó có thể nó là những cái cách gợi lại cái ký ức của người sử dụng. Thì chính những cái đấy thì nó là cái động lực để chúng tôi có thể hoàn thiện nó một cách nghiêm cẩn nhất và đẹp đẽ nhất. Với chị Nguyễn Thị Thanh Thủy là chủ của ngôi nhà độc đáo này, điểm mà chị thích nhất khi ngôi nhà hoàn thiện là việc ngôi nhà tạo nên cảm giác thông thoáng và luôn mới mẻ đối với người sử dụng. Điều đặc biệt của ngôi nhà mà tôi ấn tượng đó là ở bất kỳ một không gian nào đều có không gian trong và ngoài, tức là nó giúp cho cái chúng ta là khi mà trời lạnh chẳng hạn chúng ta có thể ngồi trong, và khi mùa hè chúng ta có thể ngồi ra ngoài để chúng ta tận hưởng cái không gian đó. Và khi mà không gian này nó tạo ra cho chúng ta là hòa mình vào thiên nhiên hơn, và nó rất đơn giản. Ai cũng hỏi rằng tại sao lại đơn giản như thế, nhưng mà cũng theo quan điểm đó là chúng ta càng đơn giản thì càng sang và càng đẹp.
Và những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Quý vị hãy nhớ dành ít phút mỗi buổi trưa đón xem chương trình Góc nhìn trưa nay vào lúc 11:30 mỗi ngày trên trang tv.tuổitrẻ.vn quý vị nhé. Còn bây giờ Bích Ngân mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.